giật mình vợ bầu 5 tháng vác rựa bay ra ứng cứu chồng võ sư bắt trộm. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cho thấy sự manh động và táo tợn của bọn cướp ngày. Cụ thể, sự việc xảy ra tại xã Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi, xác nhận sự việc xảy ra tại nhà anh và vợ chồng anh Sơn là nhân vật chính trong clip nói trên. Anh Sơn cho biết anh hiện là võ sư và hiện đang dạy võ tại trường trung học cơ sở Thanh Lương, thị xã Bình Long. Anh Sơn kể lại khoảng 13 giờ 45 phút, anh và vợ là chị Phạm Thị Quỳnh, 21 tuổi, đang ngủ trong nhà, thì bất ngờ nghe có tiếng động lớn từ ngoài cổng. Xem qua camera thì anh phát hiện trộm đột nhập vào sân nhà để trộm xe. Lúc phát hiện sự việc, tôi không kịp suy nghĩ lao thẳng ra ngoài cổng và tóm một đối tượng với ý định là bắt cho bằng được. Tuy nhiên sau khi kéo ngã đối tượng này thì tôi bất ngờ và may mắn né kịp khi tên này rút dao thủ trong người ra đâm tôi. Sau đó tôi phát hiện có tất cả 4 đối tượng khoảng hơn 20 tuổi đi 2 xe máy. Vừa cố gắng lao ra bắt đối tượng, tôi vừa hô cướp cướp. Do các đối tượng quá manh động đều có dao và dùng đá lớn ném ngược trở lại, nên tôi đã phải chạy ngược vào phía trong. Các đối tượng sau đó chạy thoát, anh Sơn kể. Điều khiến dân mạng ngỡ ngàng khi xem clip là hình ảnh chị Phạm Thị Quỳnh, vợ của anh Sơn, cầm cây rựa lớn lao ra phía các đối tượng trộm để ứng cứu chồng. Anh Sơn cho biết vợ tôi bầu 5 tháng rồi, lúc đó vợ tôi lao ra ứng cứu, sợ chồng bị đánh lại nên đã lao rất nhanh. Tôi thật là hạnh phúc, tự hào khi vợ mình dũng cảm lao ra như vậy, anh Sơn chia sẻ. Chị Phạm Thị Quỳnh cũng chia sẻ, lúc đó em không sợ gì hết, chỉ muốn kiếm rựa lao thật nhanh ra đưa cho chồng thôi, tiếc là không bắt được bọn trộm này. Xem lại clip em mới thấy mình hơi liều khi bay qua bậc thềm lao ra như vậy, nhưng em không hối hận. Sau khi nhóm trộm này rời đi, một số vật dụng như là kìm vạn năng, mở khóa vạn năng, súng điện gậy bị bỏ lại và sau đó anh Sơn mang lên công an xã trình báo sự việc. Anh Sơn cũng cho biết sẽ đưa vợ đi khám để kiểm tra sức khỏe vì cũng lo lắng khi vợ đã lao ra nhanh và nhảy cao như vậy.